Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban ngành dân quân tự vệ quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và kết hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam. Trong quý 1 năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu theo quy định bảo vệ an toàn các cao điểm, phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân điều động, bàn giao lực lượng, phương tiện, hải đội dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển. Tổ chức tập huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phân cấp, đúng đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định. Trong đó cấp tỉnh tổ chức 2 lớp với 218 đồng chí, cấp huyện tổ chức 9 lớp với 1.319 đồng chí tham gia. Công tác xây dựng phát triển lực lượng được quan tâm thực hiện. Đến nay, tổng dân quân tự vệ trong toàn tỉnh trên 17.000 người, đạt 1,47% dân số, được biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị. Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 27,2% so với tổng số dân quân tự vệ. Trong quý 2 và những tháng cuối năm 2024, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tổ chức huấn luyện các đối tượng dân quân tự vệ theo phân cấp đúng quy định, tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các địa phương, tổ chức, đơn vị kiện toàn, tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ theo chỉ tiêu quân khu và tỉnh giao.